không phải mỗi phụ nữ mà đàn ông cũng rất quan tâm đến dốc dáng của mình. Đúng là bỏ thời gian trong phòng tập thì cuối cùng kết quả họ nhận về xứng đáng hơn bao nhiêu. Anh chàng Hoàng Văn Phi Phi 22 tuổi, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về những tấm ảnh ngày ấy bây giờ của mình. Một sự thay đổi quá ngoạn mục về dốc dáng mà ai cũng trầm trồ. Hình ảnh ngày ấy và bây giờ của Phi. Ở tấm ảnh ngày xưa khi Phi đang học lớp 11 2014, cậu cao 1m8 nhưng chỉ nặng có 53kg. Khi ấy ai cũng bảo em gầy hết cả. Em không cảm thấy đó là một sự chơi bai gì đâu, nhưng lâu lâu cũng phải xem lại và cuối cùng thấy cần phải thay đổi bản thân thật. Nói thì nói vậy nhưng phải đến cuối năm học lớp 12 cuối năm 2015, em mới bắt đầu đến phòng tập để cải thiện dốc dáng, Phi chia sẻ. Bắt đầu tìm đến gym với tất cả sự bỡ ngỡ. Tuy nhiên nhìn dốc dáng quá gầy của mình, Phi đã vượt qua những khó khăn và bắt đầu miệt mài đốt thời gian trong đó. Khi mới bắt đầu tập, khi ấy em chỉ đơn giản nghĩ là đến tập cho bớ gầy đi, sức khỏe cũng kém quá mức rồi, chẳng thể để như thế được mãi, phải thay đổi thôi. Ban đầu tập cũng đau lắm, nhưng chỉ tuần đầu tiên mới bị thôi. Em phải đối mặt cái đau đó đến tận 3 lần do cứ dừng lại giữa chừng rồi lại bắt đầu, vất vả thật sự. Khó khăn lớn nhất mà em cảm thấy chắc là chuyện thiếu kiến thức về bộ môn này. Việc thiếu kiến thức về tập luyện, dinh dưỡng, nghỉ ngơi khiến em phải đi một rất xa mới có thể đạt được mục tiêu, thậm chí là bị sai đường trong giai đoạn đầu tiên, Phi tâm sự. Hiện tại, Phi đã tập luyện được 5 năm. Tuy nhiên, khi tập được 3 năm thì anh chàng đã có dốc dáng như hiện tại. Để đạt được dốc dáng như hiện tại thì em phải kết hợp đầy đủ giữa tập luyện, dinh dưỡng và nghỉ ngơi. Về dinh dưỡng, một ngày em ăn khoảng 5 bữa, tất cả do em tự đi chợ mua đồ chế biến. Em ít khi ăn ngoài, như vậy mới có thể biết chính xác những gì mình nạp vào cơ thể. Chế độ ăn của em thì có thể gọi là sạch và lành mạnh. Thực đơn của em thường giàu rau tây, chất xơ, hạn chế chất béo xấu. Em cũng ít khi ăn vặt và rất hạn chế rượu bia. Dốc dáng hiện tại rất cơ bắp. Nếu so với xuất phát điểm thì chỉ cần nửa năm tập luyện đã có sự thay đổi rồi nhưng nó nhỏ lắm. Lúc bắt đầu vì thiếu kiến thức nên thay đổi của em không nhiều. Mỗi ngày em lại học hỏi thêm một chút kiến thức, cứ tập luyện, thay đổi nhỏ qua mỗi ngày như vậy. Mọi thứ thay đổi từng chút một trong thời gian dài và đến bây giờ mới là thay đổi lớn, Phi Phi nói thêm. Hình ảnh nhiều gì mơ ao ước. Hiện tại, anh chàng cao 1 và nặng 73kg. Đứng trước nhiều bình luận cho rằng dốc dáng to quá gây sợ hãi, Phi bật cười. Em có quá to đâu mà, được cái tỷ lệ mỡ trong cơ thể của em khá thấp chỉ khoảng 6% thôi. Nếu mọi người nghĩ em to hay quá cơ bắp thì em cho đó là lời khen nhé. Thực ra bên ngoài nếu mặc đồ bình thường thì cơ ít khi lộ ra lắm, mọi người không biết em tập gym đâu. Khi tập gym mọi người hãy cố gắng tìm hiểu kiến thức nhé vì nó là quan trọng nhất. Cộng với kiên trì và kỷ luật của bản thân thì quả ngọt sẽ đến với các bạn thôi, Phi Chi.